Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là bản tin ngày thứ năm, 4 tháng 2 năm 2016. Trước hết là phần tóm lực tin. Muối vằn truyền virus Zika làm ổ tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Số người bị bắt vì tìm cách vượt bên từ Mexico vào đất Mỹ giảm đáng kể. Công ty Yahoo sẽ cắt giảm 15% tổng số nhân viên và ủng hộ ứng cử viên tổng thống một chủ tiệm xâm hình Bernie Sanders cho khách hàng. Sau đây là phần tin chi tiết. Một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu muỗi tên là Andrew Lima đã tìm thấy loại muỗi lan truyền virus Zika ngay tại thủ đô Washington. Trong 5 năm vừa qua, ông Lima đã tới thăm khu nhà gần Điện Capitol và luôn thấy có muỗi vằn ở đây. Ông cho biết là một khối muỗi vằn đã có ở nơi này và bằng một cách nào đó, chúng đã có thể tiếp tục tồn tại qua những tháng mùa đông băng giá và chúng đã tìm kiếm nơi trốn uh, nấp ở gầm cầu, ở trong bụi rậm hoặc những tầng hầm của các tòa nhà và đẻ trứng ở những vũng nước gần đó. Theo lời ông Lima, thì không nên lo âu quá đáng về sự hiện diện của loài muỗi này tại thủ đô của nước Mỹ, vì chúng có thể không tạo ra một mối đe dọa lớn để đối phó với virus Zika gây ra bệnh teo não nơi trẻ sơ sinh đang hoành hành tại rất nhiều quốc gia. Một tổ chức phi chính phủ có tên là Women on Web có trụ sở tại Hòa Lan đã quyết định cung cấp thuốc phá thai cho phụ nữ toàn thế giới, đặc biệt là tại vùng dịch để hạn chế tình trạng phá thai không an toàn. Loại thuốc này được phân phối gồm hai loại, có tác dụng phá thai mà không đòi hỏi phải qua một uh, trường hợp giải phẫu và dùng được khi đến tuần thứ 12 của phụ nữ mang thai. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về virus Zika đã được loan báo cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tổ chức này dự đoán là năm 2016, thế giới sẽ có khoảng từ 3 cho đến 4 triệu người bị lây nhiễm loại virus này. Bản tin của Đài tương nước Hoa Kỳ VOA cho biết là Bộ An ninh Nội địa của nước Mỹ hôm thứ Ba nói rằng số người bị bắt vì tìm cách vượt biên từ Mexico vào Mỹ đã giảm 36% trong tháng 12 năm 2015 và tháng riêng năm 2016. Đây là một mức giảm thấp nhất trong một năm. Trong tháng riêng vừa qua, thì lực lượng an ninh biên giới của nước Mỹ đã bắt giữ hơn 23.000 người và tháng 12 năm 2015 đã bắt hơn 37.000 người. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Jeff Johnson nói rằng số người vượt biên giảm xuống này là dấu hiệu đáng khích lệ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ không mở cửa cho di dân bất hợp pháp. Ông nhấn mạnh rằng nếu bất kỳ người nào bị bắt ở biên giới và bị tòa án của Hoa Kỳ trục xuất thì người đó sẽ không có quyền kháng án và sẽ phải hồi hương ngay lập tức. Công ty Yahoo sẽ cắt giảm 15% nhân viên trong một khuôn khổ chiến dịch nhằm xoay chuyển tình thế của công ty Internet đang gặp khó khăn này. Cuộc cải tổ được công bố hôm 2 tháng 2 vừa qua, Yahoo sẽ giảm 1.500 việc làm, đóng cửa một số văn phòng trên khắp thế giới và cân nhắc việc bán bớt một số tài sản. Phát ngôn viên của công ty Yahoo nói rằng hy vọng sẽ bán một số dịch vụ không còn được cần thiết nữa để thu về một số tiền lên tới 1 tỷ Mỹ Kim. Yahoo bị sút giảm doanh thu từ quảng cáo sau khi các đối thủ cạnh tranh là Facebook và Google đạt được lợi nhuận lớn trong quý thứ tư, phần lớn nhờ tăng trưởng mạnh trong các hoạt động kinh doanh nhờ vào quảng cáo. Và cuối cùng của bản tin trưa nay là tin của một người chủ tiệm ở Vermont vì ủng hộ ứng cử viên Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ cho nên đã mở cửa hàng xâm tay miễn phí cho tất cả những người khách nào đến và xác nhận rằng họ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Bernie Sanders ra tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016 này chủ tiệm uh, xâm mình này nói rằng mà họ sẽ mới đầu đó thì họ chỉ có ý kiến là người nào mà đã lỡ xâm hình ông donald trump ở trên tay thì họ sẽ cung cấp một dịch vụ miễn phí tức là xóa cái hình ông donald trump trên tay mà thôi nhưng mà sau đó thì họ có thêm một sáng kiến nữa là xâm thay vào đó hình ông bernie sanders và kể từ ngày hôm nay thì bất kỳ người nào đến uh, cái tiệm ở thành phố vermont này sẽ được hưởng một cái dịch vụ hoàn toàn không trả một đồng nào đó nữa đó là xâm hình ông Bernie Sanders trên tay. Thưa ghen giả, hình ở trên TV cho thấy rằng cái nét xâm trông rất đơn giản thôi. Mà nhìn vào là biết ngay đó là ứng cử viên hiện nay đang ngang ngửa với bà Harry Rodham Clinton của Đảng Dân Chủ sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại tiểu bang Iowa hôm thứ hai vừa qua. Vì chủ tiệm này cho biết là chỉ trong vòng một ngày thôi mà đã có 30 người đến xâm hình ông Bernie Sanders ở trên tay của họ chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin trưa ngày mai